Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại talk show của Rui và Steve. Mình là Steve đây và đây là video thứ ba ở trong chuỗi 10 video nói về 10 tip để giúp mọi người tìm các cái dự án tiềm năng X100 ở trong cái mùa crypto tới. Ở trong tip này mình sẽ nói về một cái tip là gì ạ? Chúng ta đi tìm nhà, nhà tiên tri ở trong thị trường. Đi tìm nhà tiên tri như thế nào? Uh, như anh chị em hay theo dõi các cái kênh đúng không? các cái kênh uh, YouTube hay là các cái kênh uh, Twitter hay Telegram thì thường hay thấy những cái kênh hay siêu những cái đồng coi đúng không ạ thì một số kênh có tỷ lệ siêu khá là chính xác và khá là nhiều uh, các cái dự án mà họ siêu thì uh, sau đó đều có cái tỷ lệ tăng trưởng khá là tốt vậy ở trên Twitter uh, là một cái uh, mình nghĩ rằng ở trên Twitter nó là một cái kênh thông tin khá là đầy đủ cho mọi người Nó là một cái nguồn tài nguyên để mọi người có thể đào sâu để khai thác Thì với Twitter thì mình có một cái tip để tìm nhà tiên tri ở trên Twitter Đó. Bởi vì là anh chị em sẽ thấy rất nhiều các cái KOL ở trên Twitter Có 5.000, 10.000 à, hoặc là thậm chí chỉ có 1-2.000 thôi Nhưng mà họ siêu cũng khá nhiều dự án khá là chính xác Nhưng mà làm sao để tìm ra những cái KOL nhỏ như vậy Bởi vì à, muốn tìm các dự án có tỷ lệ ít cao chúng ta phải đi đến những cái dự án được ít người biết đúng không ạ? Và chúng ta đầu tư vào nó khi trước khi nhiều người đầu tư, trước khi những cái a cao lớn, những cái CL lớn với vài trăm nghìn follow hoặc là vài triệu follow bắt đầu siêu dự án thì lúc lúc đó thì dự án đã lên cao lắm rồi. Vì vậy chúng ta cần tìm những dự án gần như là gì rất là mạo hiểm đấy. Nhưng mà nó ở trong trứng nước và bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để tăng cái tỷ lệ và số số trúng thưởng chúng ta lên. À, thì cách là như thế này, thì mọi người lên trang CoinGecko trước này. Đúng không ạ? Lên CoinGecko và chúng ta tìm gọi là top gainer và loser. Nghĩa là những cái đồng coi tăng nhiều nhất thì ở đây mình đang chọn là tăng nhiều nhất trong vòng 30 ngày thì nó sẽ list ra chúng ta tất cả những đồng coi tăng nhiều nhất trong vòng 30 ngày thì mình xin xem những cái đồng coi nó gọi là gì uy tín hơn một chút. Nghĩa là có khối lượng giao dịch à, tầm từ 10 triệu đô trở lên. Ví dụ ở đây là mình thấy caspa này. Uh, trong uh, 30 ngày vừa rồi thì uh, Caspa nó tăng 153%. Đó. Thì bây giờ mình bấm vào Caspa thì nó sẽ ra cái biểu đồ của Cas như thế này. Thì chúng ta thấy này, uh, bấm vào 180 ngày đúng không ạ? Thì thấy rằng là ở uh, cái đồng này nó có thời gian tích lũy khá là dài. Uh, ví dụ như là cái đợt uh, tích lũy của nó này là từ uh, tháng 12 năm 2022 mãi cho đến uh, ngày 22 tháng 2 đúng không ạ? Thì thị trường thì nó mới bắt đầu tăng. À, nó bắt đầu tăng và với cái giá ở ngày 22 tháng 2 thì nó là 0,007. À, cho tới hiện tại thì giá của nó là 0,021 thì nó là x uh, x3 đúng không? 3721 là x3 lần. À, x3 lần. Vậy à, cái tip là gì? Chúng ta sẽ lên Twitter và tìm tất cả những akao à, nói về cái đồng Caspa này ở trong cái khoảng thời gian tích lũy mà trước khi nó tăng. Đó à, và ngay trước khi nó tăng là cái ngày 24 tháng 2 đó. 23 24 tháng 2 21 23 2 thì mình sẽ tìm trong khoảng thời gian này để xem những account nào uh, siêu về cái đồng này ở trong cái khoảng thời gian này nghĩa là trước khi nó tăng uh, thì cái cách mọi người tìm là gì ạ uh, lên Twitter này chúng ta lên Twitter này uh, đầu tiên tìm cái đồng của nó đúng không ạ là Caspa Caspa uh, hoặc là KS Caspa uh, là Kas đó. thì nó sẽ liệt kê tất cả những đá, những, những những dự án, đá, we are trending này. Đấy. Thì đây là tất cả những cái post trên Twitter nói về đồng Caspa. Nhưng mà ở đây nó có cái advanced này, bấm vào cái ba chấm này, chọn advanced. Search. Thì với advanced thì mọi người có thể tìm được KS này. Đá. Và mọi người tìm filter theo ngày. thì vừa nãy nó đâu đó là tháng 2 đúng không ạ? Và nó bay là vào cái thời điểm từ mùng 10 đến 22 mươi đó, mùng 12 thì bây giờ mình sẽ tìm là gì từ mùng 10 đến 22 xem có những account nào. Những account nào nói nhiều về uh, nói nhiều về cái Caspa này. Đó. Đấy, thì đây nó sẽ hiện ra tất cả những danh sách. Đó, tất cả những cái danh sách mà nói về Cas, Caspa ở trong cái khoảng thời gian mà trước khi cái đồng Caspa nó tăng. Trước khi đồng Casper nó tăng Để mọi người nhìn thấy đúng không ạ Thì uh, qua đây Thì mọi người có thể nhìn cái danh sách này Và mọi người sẽ xem uh, Đào sâu hơn một chút Để xem những cái KOL nào uh, Nói nhiều về cái cái đồng Caspa này uh, Và có khối lượng uh, Follow nó khoảng độ uy tín một chút nó Từ 1.000 đến 3.000 uh, Và mọi người lọc ra Sau khi mọi người lọc ra được Thì mọi người sẽ đào sâu tiếp Xem là ở cái KOL này Có nói về dự án nào khác không À, và mọi người mình nghĩ mọi người nên lập một cái cái file Excel đấy, để ra một cái danh sách những cái KOL mà mình nên follow à, và sau đó thì mình sẽ lọc ra được một tập những KOL mà hay siêu những cái dự án mà có cái tỷ lệ tăng trưởng tốt à, thì thông qua cái việc như vậy ấy, thì mọi người sẽ tăng được cái tỷ lệ thực ra đối với mình thì đây vẫn là sổ số, số nhưng mà chúng ta có À, có có sổ số nhưng mà chơi có phương pháp đúng không chúng ta sẽ tăng được tỷ lệ hơn trong việc bắt được những cái dự án à, mà trước khi à, những cái cộng đồng lớn nó bắt được à, thì đấy là những cái dự án mà sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng tốt à, có tiềm năng tăng trưởng tốt ở trong những dự án sổ số à, thay vì là chúng ta nhắm mắt chúng ta mua một dự án để chúng ta có nghiên cứu thì rõ ràng là tỷ lệ và cái phương pháp của chúng ta đã sẽ tốt hơn ạ thì đấy là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ trong cái video này một cái tip rất là nhỏ thôi nhưng mình nghĩ là khá là thú vị tip đi tìm nhà tiên tri ở trên twitter cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc mọi người là một ngày vui vẻ bên gia đình và người thân hẹn mọi người ở trong cái tip tiếp theo